Giới thiệu với các bạn máy kiểm tra vòng bi, tiếng Anh là có nó gọi là VIP check, vibration checker, tức là đo độ rung. Thì ứng dụng trong thiết bị quay, anh em kiểm tra dùng để biết xem là máy độ rung của nó có nằm trong giới hạn cho phép hay không, mà vòng bi, vòng biếc, bạc đàn này nọ nó còn ok hay không. Thì máy này là cái thế hệ mới của hãng SBM, nhưng mà phân phối qua công ty Betech. Thì Betech họ làm liên quan đến máy gia nhiệt vòng bi nên họ kiêm thêm cái này, giống như kiểu bán bia kèm lạc vậy đó. Thì máy nó có rất nhiều tính năng, rất nhiều thông tin, thì các bạn có thể truy cập vào trong website để cho nó đỡ mất thời gian trong trường hợp anh em ngồi nghiên cứu, nhưng mình sẽ đi giật nhanh. Ví dụ chẳng hạn như là máy nó có thể lưu trữ được 10 vị trí đọc, sử dụng pin là pin sạc. Pin sạc các bạn ha, 36V. Người ta tích hợp ở trong đây giống như cái điện thoại rồi, nhưng trong trường hợp mà mình dùng một 20 năm thì nó hư thì các bạn thay pin thôi, giống như kiểu điện thoại vậy thôi. Nó có cổng kết nối USB, màn hình của nó là màn hình màu. Thì mình lấy ra đi ha. Thông số kỹ thuật ở đây rất là nhiều. Anh Cường chụp cái bức hình chỗ này này, nó rất là nhiều thông tin ở đây. Thì các bạn lưu giữ lại cái này với cái hộp, sau đó chúng ta sẽ vứt nó đi. Để sơ bộ nó vậy. Gì ở đây nữa đây? 1 2 3 4 5, 5 cái function chính cơ bản của nó. Thông tin ở trên đây thì họ chưa có dịch cho tiếng Việt. Toàn bộ giao diện của nó giống không giống như điện thoại, nó có tiếng Việt, cái này toàn tiếng Anh thôi. Dùng cho chuyên nghiệp rồi. À thì cái này nó IP65, tức là bạn có thể rửa nước được, và nó có cái lớp vỏ ngoài là chống bám bẩn. Để bỏ trong cái hộp này thì có giá trị vận chuyển lưu trữ thôi. Đó. Mở ra thì các bạn thấy là tài liệu họ có cho mình, ví dụ như là cái hướng dẫn sử dụng nhanh, cái cách bạn download cái user như thế nào. Trong trường hợp mà bạn bị mất user, bạn vào trong website của họ bạn download thì người ta hướng dẫn này thì bạn bỏ này đi cũng được, chả sao. Ở buổi này thì Google cũng được. Ở đây nó có một cái chứng chỉ hợp quy, Certificate of Conformity. Thì nó sẽ có thêm thông tin của cái máy này, cái tờ giấy này chỉ có một thôi các bạn nha, và nó có cái tem ở đây, tem này ông ánh luôn ngủ về. Thì nó có model số serial number ở đây, số serial number này là duy nhất trên quả đất, giống như kiểu có một người thì chỉ có một số chứng minh nhân dân thôi, chỉ có Việt Nam mình đổi liên tục thì có nhiều số thôi. Rồi cáp USB để bạn kết nối vào computer, máy tính, cổng mini USB, cổng này cái đầu này đầu nhỏ này bạn sẽ cắm vào cái máy, cắm thì phải cắm vào đít đây. Ok rồi, pin họ tích hợp trong đây rồi nên là các bạn về là cứ cắm vào sạc là ok thôi, sạc cái máy tính cũng được, sạc bằng cái củ sạc của điện thoại cũng được, chả sao hết. Ở đây họ bốn con ốc bắt cố định đây rồi, số serial number này nó sẽ trùng với số serial number ở đây. Đó. Cái tờ giấy này nó cho cái tờ máy này, như là quả đất nó chỉ có một cái này thôi, và có một tờ giấy này thôi. Ok các bạn, ở đây bạn thấy là có một cái thông tin là IP65 ở đây. IP65 tức là bạn có thể thấy là nó cấm chống bám vỏ của nó, chống sốc nhẹ được, chống nước được, thấy là chống nước là bằng cao su gì cho chống sốc được, chống va đập được, va đập trong một điều kiện giới hạn thôi, chứ không phải là mình cầm búa tạ mình phang mình bảo cái này không va đập thì đâu, không phang búa tạ hư luôn rồi, không phải vậy. Rửa nước được ha. Cái tay cầm bạn thấy là cái tay, ngón tay cầm để ngón tay trỏ này, để đây này, đó, để đây này, đó, bạn cầm rất là chắc chắn. Ở đây họ có một cái seal ở đây thì các bạn đừng có làm hỏng cái seal này, thì hãng họ không có bảo hành cho mình đâu, giống như Việt Nam mình hay có cái tem bẻ đối với thiết bị điện tử vậy đó. Rồi ở đây có nút power ở đây này, bạn nhấn đây lên thôi, màn hình màu luôn kia thiệt. Đây nó có chỉ thị mức pin để các bạn biết. Còn chức năng sử dụng nó như thế nào thì các bạn phải cầm máy ở trên tay, rồi các bạn giật nhiều các bạn nhớ thôi, chứ bây giờ là bạn coi hình ở đây, coi phim ở đây thì hồi cũng toi à. Ở đây nó có cái cảm biến ở đây, cảm biến trong đo rung động ở đây, thì các bạn dí cái chỗ này vào vị trí bạn cần đo, bạn dí cái chỗ này vào, dí vào động cơ motor bạn dí nó vào đây thì nó sẽ đo xung xốc vào chỗ này, cái chỗ này là cái chỗ sensor cảm biến tốc độ gia tốc ở đây. Thì tùy theo cái gia tốc ở đây, tùy theo cái độ rung động chấn động của thiết bị nó sẽ va đập vào đây thì máy nó sẽ tính ra được độ rung, và nó sẽ kiểm tra được ví dụ như vòng bi nó bị mẻ ở đâu đấy chẳng hạn. Thế thì cái chỗ bị mẻ nó sẽ là tạo ra cái xung, còn người ta gọi là xung gai ấy. Còn về phân tích độ rung, về phân tích cân bằng động hay gì đó, nó là một ngành lĩnh vực mà không phải ai cũng tiếp cận được. Số người tiếp cận nó ít, bởi vì cái sự việc sử dụng đấy nó chỉ có trong nhà máy thôi, chứ về nhà mình cũng không có đo rung động đâu, mình chỉ có tạo ra rung thôi. Ok sơ bộ vậy, chi tiết hơn các bạn
coi vào trong một cái video khác thì mình sẽ nêu từng cái function của nó, từng cái chức năng của nó thì nó dễ hơn cho các bạn. Thì các bạn rà theo cái manual instruction ấy, cái tài liệu hướng dẫn sử dụng. À, bạn rà theo cái tài liệu đó, bạn cần hỏi cái gì, bạn hỏi thông tin gì liên quan đến cái tính năng ở trong đó thì mình sẽ trả lời, hoặc là mình sẽ cố gắng làm từng cái tính năng của nó cho các bạn thì bạn dễ hơn. Nhưng mà đối với người mà không có cái máy này cầm ở trên tay thì mình coi cũng không ăn thua, mình coi mình cũng không nhớ được. Nó khác với cái điện thoại ở chỗ đó, mình chăm hay bằng tay quen, mình giật tới giật lui, mình sử dụng nhiều thì mình sẽ nhớ thôi, nhưng mà mình đọc lướt qua một lần rồi nó cũng quên, giống như kiểu mình đọc xong mình trả bài xong rồi mình quên luôn ấy, trả bài với thầy cô xong mình quên luôn. Ok đó, nhưng phụ kiện của mình nó chỉ có vậy thôi. Củ sạc thì bạn có củ sạc của điện thoại, bạn lấy củ sạc của điện thoại mà xài cũng được, để coi cho nó đẹp.